con ra để con ăn nó được không? Được chứ, con đúng là một đứa em tốt bụng đó. Thôi con mang lại cho chị ăn chung với nghe. Ba ghê mất vợ bán rồi. Thôi chuyện lỡ rồi bỏ đi con. Hai mẹ con mình đi về nữa, mẹ mua cái khác nghe. Hai ơi, để em ăn thử miếng thì đi hai. Hai ơi, để em ăn thử miếng thì đi hai. Không, không, em có một miếng à. Hồi nãy cô thấy chị con không có cho bánh con. Cô có cái bánh kem nè, cô tặng cho con nghe. Yeah. Cô ơi, vậy con ra để con ăn nó được không? Được chứ, con đúng là một đứa em tốt bụng đó. Thôi con mang lại cho chị ăn chung với nghe. Các bạn ơi, các bạn hãy bấm đăng ký ủng hộ cho mình nghe. Dạ hai ơi, em có cái bánh kem nè, hai đem mà ăn đun thôi. Qua wow, bánh kem ngon quá vậy. Hồi nãy chị không cho em ăn bánh, mẹ không muốn cho chị ăn bánh chung nữa hả? Không có gì đâu vậy hai, hai đi em mừng nhà hai đen ruột mà. Quay biết hơn nhiều nào đó. Dạ hân à, mẹ bận tí việc, con mang vỏ bánh này về nhà cho bà và mẹ nghe. Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Được rồi, đi cẩn thận nghe con. Mình mới bụng quá mà gặp con bé nó sắp một vỏ bánh, mình phải lấy của con bé nó mới được. Bị nóng quá mình nhúng vô mặt một cái. Ủa con mang bánh cho bà xong chưa, sao ngồi đây khóc vậy con? Mẹ ơi, con bị người ta dây mất vỏ bánh rồi. Thôi chuyện lỡ rồi bỏ đi con, hai mẹ con mình đi về nữa, mẹ mua cái khác nghe. À đó không phải là cái vỏ bánh của mẹ con mình sao? Ta xin lỗi, tại ta đói quá nên ta mới lấy cái vỏ bánh thôi, bây giờ ta trả lại nè. Các bạn ơi, các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.